Kết quả các trận đấu Europa League diễn ra vào đêm qua đã chứng kiến sự thể hiện ấn tượng của Liverpool và Brighton. Liverpool đang ghi điểm vượt trội ở giải đấu này khi đánh bại saint Giles và LASK Line ở hai trận đầu. Tại lượt đấu thứ hai, họ tiếp tục ấn tượng khi đè bẹp đối thủ đến từ Pháp, Tulu, với tỷ số đậy ấn tượng 5-1. Đây là một trận đấu mà Liverpool đã tạo áp lực toàn diện từ đầu đến cuối. Chỉ ở phút thứ 9, Jota đã mở tỷ số cho đội bóng vùng Merseyside sau một pha solo đẳng cấp. Liverpool đã giành chiến thắng dạng người năm, một trước Tulu, ảnh Sky Mặc dù Tulu đã có bàn gỡ hòa ở phút thứ 16 nhờ công của Dalinga, nhưng đó cũng là tất cả những gì họ có thể làm được. Phần còn lại của trận đấu chứng kiến sự thăng hoa của Liverpool trên sân khấu riêng. Ở phút 30, cầu thủ người Nhật Bản Endo đã ghi bàn thứ hai cho Liverpool sau đường chuyền xuất sắc từ Chen Alexandro nâng tỷ số lên 2, 1. 4 phút sau, Darwin Nunes tiếp tục ghi bàn, giúp The Cop dẫn trước 3, 1. Phút 65, Nunes đi bóng qua thủ môn của Tulu nhưng không thể hoàn thành cú sút. May mắn, Kravenberg đã kịp thời nâng tỷ số lên 4, 1. Cuối cùng, trong thời gian bù giờ, Mohamed Salah đã ghi bàn thứ 5, ấn định tỷ số 5-1 cho Liverpool. Với kết quả này, Liverpool đã duy nhất vững bước đứng đầu bảng E với 9 điểm. Saint-Gilles đứng thứ hai với 4 điểm sau khi vượt qua LOSC Lille với tỷ số 2-1. Toulouse cũng có 4 điểm nhưng xếp sau vì hiệu số bàn thắng kém hơn. LOSC Lille đứng cuối bảng và vẫn chưa có điểm nào. Trong một trận đấu khác, Brighton của Anh cũng đã biết mùi chiến thắng tại Europa League khi họ đánh bại Ajax với tỷ số 2-0. Hai bàn thắng của Brighton được thực hiện bởi Joao Pedro, phút 42, và Ansu Fati, phút 53. Chiến thắng này đã đánh thức hy vọng đi tiếp của Brighton. Hiện tại, họ xếp thứ ba ở bảng B với 4 điểm và chỉ kém đội đầu bảng Marseille một điểm. Như vậy, đêm qua đã là một đêm tỏa sáng cho các đội bóng Anh tại Europa League.